Nước Nga đã thua Putin lộ quá nhiều điểm yếu Ngọc Tâm rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HTD News Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng nhau Cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Kính thưa quý vị, để đánh giá thắng bại, cuộc phản công hiện tại phải được xem xét trong toàn bộ lịch sử của cuộc chiến tranh này. Bất kể lãnh thổ mà Ukraine giành được trong các trận đánh hiện tại sẽ ra sao. Ukraine đã chiến thắng trong cuộc chiến theo nghĩa rộng nhất của từ này. Đầu tiên, Putin tìm cách đoàn kết các dân tộc Slavic, như theo ý kiến của ông ta. Ukraine không phải là một quốc gia thực sự, và người Ukraine là người Nga có dòng địa phương. Ông ta đã thua một cách tâm thường nhất, thực sự đánh nhanh sự mất đoàn kết. Thứ hai, Putin xâm lược để phi phát xích hóa Ukraine lật đổ tổng thống được bầu cử dân chủ Zelensky và cài đặt một con rối thần Nga. Và ông ta đã thua. Tổng thống Zelensky đang nắm quyền, nên dân chủ giữa Ukraine vẫn tồn tại. Thứ ba, mục tiêu của Putin là phi quân sự hóa giữa Ukraine. Lại một thất bại hoàn toàn, quân đội giữa Ukraine hiện được trang bị vũ khí tốt hơn bao giờ hết. Thứ tư, Putin tuyên bố một cách thiếu thuyết phục rằng ông ta xâm lược Ukraine để ngăn chặn sự bành trướng của NATO. Một lần nữa, ông ta đã thua do vội vàng làm điều ngược lại. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, Phần Lan trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, dẫn đến thực tế là Nga hiện có biên giới với NATO, 1.340 km. Thụy Điển dự định sẽ sớm làm theo. Ukraine hiện đang hội nhập vào NATO nhiều hơn bao giờ hết. Tư cách thành viên NATO của Ukraine có tiềm năng hơn nhiều so với trước chiến tranh. Hơn nữa, cuộc xâm lược mang rợ của Putin đã khiến cho NATO mạnh hơn rất nhiều Hiện có nhiều binh sĩ NATO đóng quân gần biên giới Nga hơn so với trước chiến tranh. Thứ năm, thông qua chiếm đóng quân sự và thuyên chuyển các sĩ quan tình báo quân đội Ukraine. Putin nhằm danh quyền kiểm soát toàn bộ Ukraine. Giống như Stalin đối với Đông Âu sau năm 1945, phần lớn kế hoạch này của Putin cũng thất bại quân đội của Putin đã thất bại trong việc chiếm được Kiev, Kharkiv, trong một cuộc chiến chớp nhoáng, được cho là kéo dài 48 giờ đồng hồ, hoặc giữ quyền kiểm soát các thành phố lớn của Ukraine, như là Kherson, mà ông ta đã sáp nhập trên giấy tờ vào tháng 9 năm ngoái. Theo Viện Nghiên cứu Quân sự, đến giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng vũ trang Ukraine đã tái chiếm khoảng 54% lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng. Thứ sáu, Putin muốn kéo Ukraine trở lại vùng ảnh hưởng của Nga. Về mục tiêu này, thì ông ta cũng đã thất bại thảm hại. Cuộc chiến vô cử đã đẩy nhanh việc Ukraine trở thành thành viên của EU và NATO. Ukraine đã mãi mãi định hình bản thân là một phần của châu Âu. Putin cũng đã đạt được một điều nhỏ nhoi. Quân đội Nga ngày nay đã chiếm nhiều lãnh thổ dưới Ukraine hơn là so với gần 500 ngày trước. Nhưng khi cuộc phản công của dưới Ukraine mở ra, ngay cả thành tích tối thiểu này cũng đang bị đe dọa. Và vì thành công nhỏ này đã phải trả giá đắt từ những lợi ích chính của Nga. Nước Nga ngày nay có giàu hơn 471 ngày trước hay là không? Câu trả lời là không. Các biện pháp trừng phạt quốc tế, sự rút lui ồ ạt của các công ty nước ngoài và sự di cư của hàng trăm ngàn bộ ốc giỏi nhất đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga và sẽ tiếp tục kiềm hãm tăng trưởng kinh tế trong hàng chục năm tới. Quân đội Nga mạnh hay không? Câu trả lời là không. Sẽ mất hàng thập kỷ để các lực lượng vũ trang Nga phục hồi về mức trước chiến tranh. Hơn nữa, cuộc chiến của Putin đã cho thấy điểm yếu thực sự của quân đội Nga. Trước cuộc chiến này, các nhà lãnh đạo NATO lo ngại quân đội Nga sẽ hành quân qua châu Âu như đã từng làm trong quá khứ mối đe dọa này bây giờ ít hơn nhiều cuộc chiến này cũng khoét sâu thêm rạn nứt giữa các sĩ quan tình báo và quân đội nga cũng như giữa binh lính nga bình thường và lính đánh thuê tư nhân nga có được tôn trọng hơn trên thế giới ngày nay hay không và câu trả lời vẫn là không trong khi nga vẫn còn một số hỗ trợ châu âu đã gần như loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của nga tập cận bình có nể putin hơn hay không câu trả lời vẫn là không chắc chắn tình bạn không giới hạn này nó có giới hạn của riêng nó vì vậy bất kể kết quả của các trận đánh sắp tới ra sao nga đã thua trong cuộc chiến này câu hỏi đặt ra cho tương lai chỉ là thất bại của Nga. Sẽ nghiêm trọng đến mức như thế nào mà thôi. Putin bộc lộ điểm yếu Cuộc xâm lược Ukraine thảm khốc của Vladimir Putin đang phơi bày tất cả những điểm yếu cá nhân của ông ta với tư cách là một nhà cai trị nó cũng đang soi rọi một ánh sáng không khoan nhượng vào những thiệt hại to lớn mà ông ta đã gây ra cho nước nga không ít người tỏ ra ngạc nhiên trước sự thăng tiến đáng kể của ông ấy trên đỉnh cao của chính trường nga quan điểm của một số người là ông ta đơn giản là đã may mắn và có được nhiều thăng tiến nhờ một số ít người thân cận với tổng thống đầu tiên của nước nga thời hậu Soviet Boris Yeltsin. Những ân nhân chính của Putin là con gái của Yeltsin, Tatiana và hai tham mưu trưởng cuối cùng, Valentin Yumashev và Alexander Voloshin, cùng với các nhà tài phiệt Boris Berezovsky và Roman Abramovich, những người đã tin tưởng vào lòng trung thành của ông trong khi Yeltsin quá yếu để cai trị trong giai đoạn 1998-1999, Putin đến bàn về sự giàu có ngày càng tăng do Yeltsin và những người cải cách của ông bày ra. Ông đã được giúp đỡ nhiều hơn bởi một thời gian dài tăng giá dầu toàn cầu. Putin đã có một chặng đường dài đáng ngạc nhiên nhưng không ai có thể mong đợi được may mắn mãi mãi. Trong khi hơn hai thập kỷ, Putin đã phát triển dựa trên lòng trung thành cá nhân và dựa vào cách tiếp cận chậm rãi, thân trọng của mình để ra quyết định. Tuy nhiên, khi cuộc xâm lược Ukraine tiếp tục sáng tỏ, nhiều sai sót và điểm yếu của ông ta hiện đang lộ rõ mặc dù đã nắm quyền hơn hai thập kỷ. Putin chưa bao giờ mở rộng cơ sở chuyên môn của mình. Thay vào đó, ông ta gắn bó với các đồng nghiệp KGB cũ của mình và các nhà kỹ trị già ở San Petersburg, cùng với một số ít các nhà kinh tế và luật sư. Làm sao ai đó có thể nghiêm túc lắng nghe Nikolai Patrushev hay là Yuri và Mikhail Kovachok. Họ được coi là một trong những cố vấn thân cận nhất của Putin. Nhưng họ có đầy đủ các thuyết âm mưu kiểu cũ của Liên Xô. Bản thân Putin đã liên tục từ chối dựa vào bất kỳ nguồn thông tin nào khác ngoài các cơ quan tình báo của chính mình. Trong các sự kiện truyền thông lớn của mình, ông ấy đã nhiều lần thể hiện rằng ông ta tin vào tất cả các loại thuyết âm mưu nói cách khác putin đã chọn một cách có ý thức để duy trì thông tin kém ông ấy chưa bao giờ là người đưa ra quyết định nhanh chóng hay quản lý khủng hoảng tốt và luôn dành thời gian cho mình trong phần lớn thời gian trị vì của putin đây không phải là vấn đề lớn nhưng điều đó không còn đúng trong môi trường thời chiến hiện nay. Sự thiếu kỹ năng quản lý khủng hoảng Rõ ràng của Putin thì có lẽ là một trong những lý do khiến cho rất nhiều quyết định quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine bị chậm trễ và thiếu nhất quán. Putin cũng là một nhà quản lý vi mô, không muốn ủy quyền và có xu hướng tập trung hóa quá mức ông ấy đã kiên trì đi quá sâu vào trong chi tiết. Phần lớn thất bại trong cuộc chiến ở Ukraine dường như là do Putin khăng khăng muốn tự mình quyết định quá nhiều. Giống như là Hitler trong Thế chiến thứ hai. Các quyết định quân sự đòi hỏi kiến thức chi tiết mà Putin đơn giản là không có. Ông ta cũng ở xa chiến trường do thiếu can đảm cá nhân kể từ năm 2000, Putin đã phá hủy một cách có hệ thống các thể chế nhà nước của Nga và áp đặt các biện pháp đàn áp cực đoan. Một hệ quả là chế độ của ông ta có rất ít khả năng tạo ra, tiếp nhận hoặc sử dụng phản hồi tiêu cực. Mọi người xung quanh ông ấy đều biết rằng Putin chỉ muốn nghe tin tốt và kết quả là cả ông và chính quyền của ông đều không học được nhiều từ những sai lầm của họ. Nhiều người viết tiểu sử về Putin đã miễn cưỡng thảo luận về những cáo buộc rằng ông đã tham gia sâu vào tội phạm có tổ chức và chế độ ăn cắp vặt trong phần lớn sự nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên, nhận thức về chế độ đạo tặc này là rất quan trọng đối với bất kỳ ai muốn tìm hiểu nước Nga ngày nay. Ảnh hưởng tội phạm sâu rộng đã khiến cho nhà nước Nga mục nát từ bên trong. Nó không thể quản lý các quy trình, cũng như là sản xuất mọi thứ một cách hiệu quả. Một điểm đặc biệt của chế độ Putin là nhà cai trị thực sự mang đến lòng trung thành hai triệu, không giống như Stalin. Putin chỉ nhận ra một tội đó là không trung thành nếu một trong những thuộc hạ của ông ta tình cờ ăn cấp một hoặc là hai tỷ rút thì đó thường không được coi là một vấn đề putin cũng không sa thải bất kỳ ai vì kém năng lực thay vào đó các quan chức cấp cao kém năng lực được tha thứ cho những sai lầm thường xuyên của họ miễn là họ vẫn trung thành đối với putin cuộc xâm lược Ukraine đã phơi bày tình trạng tham nhũng lan rộng và sự kém cỏi trong toàn bộ quân đội và lĩnh vực quốc phòng của Nga. Nhưng những người bạn và đồng minh cũ của Putin vẫn đang ở lại vị trí của họ. Thay vì sa thải nhiều tướng Nga bất tài, Putin thích luôn chuyển họ miễn là họ ngoan ngoãn và trung thành. Những thất bại nổi bật nhất Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov vẫn không bị mất chức, mặc dù những sai lầm rõ ràng và đắt giá của họ. Với cuộc xâm lược Ukraine hiện đang ở tháng thứ 16, những hạn chế của Putin với tư cách là một nhà lãnh đạo đã khiến cho nước Nga phải đối mặt với một thất bại lịch sử. Trong những năm đầu cầm quyền, ông đã được hưởng lợi từ công việc khó khăn mà các nhà cải cách những năm 1990 đã làm trước ông và được hưởng những điều kiện quốc tế thuận lợi. Nhưng nhiều tội lỗi và sai lầm của ông giờ đây rõ ràng đang đeo bám ông và khiến cho ông chủ của điện Kremlin phải trả giá đắt với tương lai mờ mịt của chính mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp, thảo luận cho chương trình. Xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào! và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp